lớn chuyện nào? Thì con gái mới là 8 chứ ha. Con trai không dám là 8 nên mới vô đây với bạn cho mấy anh nghe nè. Ừ đúng rồi. Em nghe nè anh Quốc ơi. Hello mọi người. Không anh bỏ đi. Nên là không à. Hello mọi người. Đợi đông đông em xíu nha, rồi mình bắt đầu vô câu chuyện. Mọi người nghe rõ như là chị Na nói mà đúng không? Alo, nghe gì không? Thách đã được, áo đen mà đã được à? Nhân. Hello bạn Doraemon 419 nha. Hàng lắc không? Chắc không lắc đâu, xem điện thoại bị lắc hết. Mọi người đợi xíu nha, để em đông đông rồi tụi mình chịu, bắt đầu. Chịu cảm giác mà càng nghe càng cực xuống ấy. Mèm hơi chị. Ừ. Hello. Chào. Chưa mà chưa làm gì hết mà sao hoài hùng. Hôm nay là về chủ đề Chiku à đúng không? Chiku với lại Nhưng mà mình ấy cái clip lên đây mình xem luôn à? À mình tự bật luôn đúng không? Em bật đúng không? Dạ. Đây, để cho em bật. Đây, để đấy nhá. Hello. Đã hát đâu mà chê hát dở. Đi ô tao đánh chết giờ. Tào lao hoàng gì hết mà kêu tào lao. Ừ, chưa nói gì cả, đang chờ mem lên rồi thế này. Hello, xin chào mọi người, giới thiệu lại nhá, đây là Uyên Baby và Lena. Lena đến từ Hà Nội. Chị Lena chỉ đi từ máy bay từ đây từ Hà Nội vô đây chỉ để show một show này thôi đó. Ừ đúng rồi, chỉ show với Uyên thôi đấy. Rồi không có mấy chỉ có show mà chỉ bỏ show luôn. Hello, xin chào. Mọi người nghe rõ Uyên với chị Na nói mà đúng không? Xin chào, chắc là nghe rõ đấy. Chào mọi người. Hôm nay Na với Uyên tham gia chương trình Special 80 Phanh và sẽ bàn luận một vài vấn đề. Và chủ đề ngày hôm nay là về Chipu và Hoa hậu Đại Dương. Đúng rồi. Và hôm nay thì đấy là chủ đề về hóng hớt showbiz một tí. Đây ok. Thì đầu tiên từ đã phải giới thiệu á. Đầu tiên thì bây giờ Na với Uyên sẽ mở một cái MV của Chipu, của Chipu mới ra và cho tất cả các bạn người xem ở đây cũng xem cùng Na và Uyên luôn. Sau đấy thì Na và Uyên sẽ cùng có vài nhận xét về cái video đấy, và nếu như mọi người có nhận xét gì thì hãy cho nhận xét luôn nhá. Giống kiểu bình luận viên. Đây Uyên sẽ bắt đầu mở bài hát lên cho mọi người nha. Đây, có phải hát luôn rồi. Rồi, rồi. Em luôn. Vô. Nghe chưa? Bật to đi nhỉ. Giống kiểu hoàng hôn. Em thuộc bài này rồi à? Rồi. Em nghe hoài luôn á. Mấy đứa em chị hay bắt chị hát bài này. Khúc này hoàn từ phải dừng lại. Kiểu đọc tóc hơi bị bù xù chứ. Nhưng mà thề lần này chị thấy giống con gà keo ấy. Ừ, kiểu đây này, cái nhà là cái nhà của trong phim ấy. Phim gì? Chị nhớ mấy con gà nó hay sẽ có một cái nhà nhỏ nhỏ, phía nước ngoài nó sẽ có một cái nhà. Cái nhà của gà gì? Đúng rồi, đó. Trong cái kính sợ nhớ. Đây nhưng mà bộ này của Chipu đắt phết ấy. Hoàng Phu nghe bảo là stylist bảo là đưa 1 tỷ mua áo quần đưa luôn mà. Ghê nhỉ? Có điều kiện có khác. Nhưng mà chị nhìn 1 tỷ này cũng không ăn thua. Làm chi thôi đã hết rồi. Nhìn lúc này hơi bụi thù nhỉ. Mọi người bảo tóc giống chị em ơi. Không có giống gì hết. Không có giống cái gì hết á. Liên quan. Không phải kiểu đây khúc cỏ gì. Khúc cỏ chiêu chiêu xong rồi kiểu mắt mắt lờ đờ thôi. Bê thật này. Bê kiểu bê. Từ sắp bê này. Đó. Kiểu bê. Kiểu là nhạc đang lên xong rồi kiểu bê bê. Bê bye bye. Xoạc luôn này. Xoạc luôn.
kiểu như thế đúng không, chứ chẳng nhẽ bây giờ mặt này mà dây dây ở đây thì nó kỳ quá khó chịu đấy. Rồi tiếp tục nha. Ok tiếp. Nhưng khoan, có cái thằng ngồi ở đây để làm gì hả Uyên? Bông chị không, người ta kiểu trừu tượng á. À thay vì có thay cái bình bông mà nhỏ quá vì mình làm người nó cũng đỡ một cái bình nữa. À nó to luôn. Kiểu trừu tượng. Đang kiếm tìm à? Đây đây. Bông em nhớ ơi. Như vậy. Trong nhà bé. Sở là giống Hàn Quốc nè. Hãy để em tìm buồn hạnh phúc em đêm. Em nghe bài này nhạc Hàn chưa? Cái MV này nó có liên quan đến lời của nó đâu em.
không, kiểu như là đẹp là được, chị hiểu không? Em có thấy là nó không kiểu, liên quan đến lời của nó. Kiểu như là thì ở kiểu là tư nhiều tiền, đẹp là được thôi, có tiền thì lên thôi. Không cần gì cả đúng không? Ừ. Nhưng mà chị thấy cái MV này chẳng liên quan đấy, mặc dù là nó rất là đầu tư luôn. Đầu tư. Em thấy nó đẹp không? Đẹp thật. Đẹp, giống y Hàn Quốc. Ừ, mà nói chung là nó cũng phong cách hết, tại vì chị cũng tìm hiểu một số cái về quay các thứ của MV ấy. Thì cái xu hướng làm của con này là xu hướng mới và mọi người cũng đang đi theo cái xu hướng này làm, nhưng mà MV chả liên quan không đến không có liên quan tới bài hát khúc đầu hùng bê thôi. Nhưng mà cái bài hát ấy nó cũng chả liên quan gì luôn. Từ bài, nay em không thích bài này cho lắm, em thích bài sau, nếu mà nghe người ta sẽ nhìn nhận cái bài sau nhiều hơn bài này. Em lại không thích bài này cho lắm. Mình bật bài sau luôn đúng không? Mọi người có muốn bình luận thêm cái gì nữa không, rồi để mình bật bài sau nè. Hát bài này hả? Dạ, tóc này tóc mới mà. Thôi bây giờ mình nghe bài sau luôn đi ha, xong rồi mình bắt đầu mình nói lại hết luôn. Rồi ok, bây giờ nghe bài sau. Bật bên này luôn đúng không? Dạ. Bài đấy tên gì nhỉ? Quên rồi nhỉ? Bài gần hơn. Top 1 tìm kiếm luôn này. Đấy, rồi đấy, à. Bây giờ sẽ bật luôn bài tiếp theo nhá. Mở lắm mình lắm. Ok, đem một chân. Cho tay gần hơn Chibu nha mọi người nha. Vậy thì dừng để đây đấy. Lần nào chị xem ở đây chị cũng buồn cười. Sao nó cứ phải làm cái mặt đơ này em? Mới hút cỏ xong mới chị. Thề luôn. Mới hút cỏ xong mới chiêu xong. Đơ luôn này. Không ai mà một mở đầu bài hát cười đơ này hết á. Kiểu như là đang muốn diễn là kiểu như là cười một cách kiểu là hạnh phúc kiểu như vậy á, nhưng mà nó bị hơi ấy đó mà đúng không? Không thì b con mắt đúng kiểu mới hút cỏ xong b mà mặt bà b mà từ ngày mình chung lối kẻ em không thích là để môi như vậy đâu, môi để bị méo đúng không, liền lấy ra ngoài luôn đúng không? Chị cũng không thích cái clip này trang điểm xấu, sao trang điểm nó bị già quá mà mặc áo quần xấu luôn. Cái trong khi cái kia ăn mặc rất là sang nhá, nhưng mà cái clip bên nó không liên quan, lố lăng luôn ấy, không liên quan. Ở trên môi cứ thấy yêu mà cái này không phải xào rồi. Phải làm gì cho nó đúng xíu chứ đúng không chị? Ừ, sao phải ốp quả trứng? Hồi hạt trứng với sao bánh mì mình để nó ok. Chúng ta không tự nhiên này kẹo mà xào gì bà nội. Không, bình thường người ta xào là người ta phải được rồi đây. Em nghe xào ke chưa? Người ta xào ke em hay đi xào kẹo hết á. Tự nhiên cái xào kẹo mà xào này, để xào đúng không? Bình thường là đi xào ke rồi kẹo. Chứ không ai đi xào kẹo hết. Thiệt luôn, phải làm gì mà nó thật. Nó phải thật xíu. Ừ, thà mình đi chiên trứng đi. Xong mình, mà mình để nướng bánh mì. Xong mà để cái trứng, cái tim, cái kiểu nướng. Ừ, nó cũng tan mà đúng không? Tan mạng nghe cần nhiều. Không ai đi không xào kẹo. Cái này không thật. Một lỗi rồi, không hợp. Trong cái quá trình chơi đồ từ trước giờ chưa ai đi xào kẹo hết, chị chưa thấy ai đi xào kẹo. Nên là cái này sai, cái lỗi sai đầu tiên đúng không? Để mà bị chồng rồi. Rồi nó chỉ đi trong Hàn Quốc. Anh này Hàn Quốc hay Hàn Quốc vậy? Không ai mà này, đi hỏi em này. Bà, nó xào xong nó bày ra bàn. Đấy, như vậy nói. Nó bày ra bàn cho họ dọn chơi mới thôi. Nó xào xong, nó đổ ra đi. Xong nó ra đổ mẹ ra bàn luôn. Ăn trên bàn đúng không? Để cho tưởng chân xong rồi. Em phải cái chai kẹo không ai để kẹo trong cái chai nước. Xong rồi kiểu như có một cái này tự nhiên không đựng cất gì xong đựng mẹ kẹo. Ừ, sao không đựng kẹo ở cái đấy đi. Không đựng kẹo ở đây cho nó vệ sinh. Ừ, sao đi vứt kẹo từ lúc ra xong chai đấy chẳng có gì cả. Vậy thôi để anh dĩ mẹ em gì bỏ bàn ăn luôn đỡ rồi rồi. Ừ, rồi vứt mẹ em làm bốc ăn luôn. Đợi rồi dĩ. Tự dưng đây, duyên truyền tiếp. Em nói mà sao nó phải đội cái này trên đầu? Xịt tay. Chị không hiểu chứ mà phải đội cái này trên đầu. Chị rất là thích Chibu luôn. Tại vì Chibu xinh. Xinh, đẹp. Nói thật luôn là rất là xinh. Ừ. Trước giờ chị rất là thích Chibu nhưng mà chị chưa nói đến vấn đề hát hay hay dở nữa, nhưng mà nó bị một cái điểm là mình làm quá rồi. Làm quá bị làm dụng quá. Sao phải làm cái nơ quá đà với trưởng. Just love. Cuộc sống sẽ không chờ ai đâu. Just love, I don't know. Người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao lâu. Đâu rồi? Để phúc xả thân tâm này. Người ta nói hạnh phúc sẽ này. Đó chị cho vậy. Vân Linh này, táo với nhau. Em không biết làm sao mà nó không chịu dẹp nó còn để luôn. Nó vẫn để luôn.
rồi len lít rồi chỉ còn nó có đang được miếng nào đó, xong nó bày ra vậy này mà mình không biết ăn len nữa. Con lại đang nhấn ra một đống vứt hết tờ trên bàn dưới đất này kìa. Xong rồi cũng giả vờ cầm đi mà có móc được đâu. Phải chị nó có miếng khăn để lại móc dở rồi. Ừ, nó giả vờ nó móc đi nó thiệt xíu. Đấy không, sai này sai nữa rồi. Nó không thể đan mà nó cũng cầm đấy nó giả vờ. Giả vờ sai nữa rồi. Xong bên bà này thì được bà này bà ngồi chơi game nữa. Người ta đang lên cực dĩa ngồi chơi game. Không giúp ích gì thôi. Nó rảnh lên đây dọn nhà đi. Ăn đóng đồ thì xong hả? Ăn không vứt rồi đấy. Đấy, mà ra không vứt mẹ. Đúng rồi. Khỏi luôn, khỏi làm mà. Nó tức nó vứt là đúng rồi còn gì nữa. Còn này đòi nổi quạo lên nữa này. Anh mày đây ta sẽ có chút u sâu. Chai quá. Luôn, ném luôn. Nó thật sự đất nó cho người ta ăn luôn vậy đó. Thiệt luôn á. Ôi lụm mẹ đầu dưới đất xong rồi đâu trong hộp mà nhưng mà cũng bày ra rồi à, cũng bày ra hết rồi đúng không? Bày ra hết rồi, có nghĩa là nếu mà nó mà không tức thì chắc không sao đâu, mà nó tức nên là nó mới lấy đồ dưới đất nó nhét vào một cái nó ăn kiểu vậy. Ăn không? Ăn rồi. Ủa sao nuốt lẹ chứ trời, nó vừa mà phải nhai mà nó lại cắt cành nó qua đạn nhai mà biết mình có nhà ăn hay không. Cái đoạn này là đoạn bị soi nhớ nhất này. Đấy sao không tua được đoạn này. Chậm lại. Đâu. Đây. Rất là đáng sợ luôn. Ui. Đó. Cái đoạn này là đoạn rất đáng phải soi luôn. Sao lại có thể mặc cái này nhỉ? Thì xong rồi chùm một cái ren ở ngoài nhỉ. Ừ nhưng mà nha, chị ở thật nhá. Có thể là có thể nó có thể mặc cái váy maxi xong rồi mặc áo len cũng được, mặc dù vẫn xấu. Nhưng mà như sao nó vẫn đỡ được, phải nói sao nó đỡ phản cảm. Ờ là phản cảm hơn là như vậy. Mà trên đông dưới hè này. Ví dụ như ở trên đó mình bận hỏi cũng sao, mà tự nhiên ở dưới nó lạnh cũng khó chịu. Ừ. Trên này mà không nói trên đông dưới hè cũng đúng. Không đúng, tại vì nó không ai mặc một đông mặc khác xét tới thế á. Mày đọc khách nó lườn vô lạnh bỏ. Ừ, tự lò gió luôn rồi đây. Mà trên tay nó còn đeo cái gì đấy? Kiểu như cái bao tay một nửa vậy nè trời. Kiểu như sát thủ các kiểu. À chỉ có trên này thôi à? Ờ, cứ lạnh lùng gơ. Nhưng mà sao mà nó sai quá ba, người ta bận đồ da không? Người ta ừ, mới đeo nhưng mà không ai mặc đồ len luôn. Mà đeo găng tay rồi mặc cái váy này à. Không thấy sai, sai. Mà mặc cái này nhá, ví dụ nhá. Trên không dưới hè thì là dưới này ấm không, dưới này mát đúng không? Đúng rồi. Đây hở hết, trên này hở. Trên này đây cũng hở. Đây cũng luồn, nắp ở dưới nó cũng luồn. Cũng vô cũng vậy à. Ừ, xong cái tay này cũng không ấm gì luôn. Để tiếp. Sợ nhờ. Trời ơi. Phản cảm vô cùng luôn. May anh này lúc quay anh không. Không, không em chỉ sợ là bắt anh này cũng bận giống vậy. Không, cái clip trước ấy là Chipu kín đúng không? Cái clip này Chipu hở. Đến clip thứ ba là hở. Chắc chắn luôn. May mà không cho thằng này bận vậy. Không ai mà đi. Này, em cũng bị giật mình không? Này, không có đặt. Này, chị nói thật nhé. Một tấm là đủ rồi. Ừ không, ví dụ mà một cứ cho là tụi nó thích, tụi nó đi in hết đi. À. Nhưng mà chả nhẽ trong cái quá trình chụp hình chúng nó chụp có mỗi một hình à? Nó phải chụp nhiều dáng khác nhau. Ai nhiều kiểu người ta. Ừ rồi, dáng trong phòng đi. Một tấm như này mà photo nhiều lắm nhiệm. Ừ đúng. Mệt ghê. Đi chụp một buổi. Ví dụ hình cưới, ví dụ hình cưới mà người ta photo thì cũng photo một tấm đi, người ta dán lên đúng thôi. Đúng rồi. Còn này cứ một kiểu một. Mà ném nhiều cái đi phải nhiều kiểu đó chứ, cái thì nghiêng đầu, cái thì dựa vai chứ. Không ai một tấm mà đi đăng cả nhà hết. Vô duyên. Trong ngược nữa. Chỉ cần biết rằng mỗi phút giây bên nhau tình yêu. Đấy yêu thằng khác mà sao giờ nhảy thằng khác không? Em cũng thắc mắc cái kiểu đó. Nó lại phải cho cái anh gia chính á. Mình vô mình nhảy luôn mới đúng. Không vô duyên gì tự dưng đang nhảy với thằng hát với thằng kia. Xong yêu đương thằng kia. Xong rồi giờ nhảy cái thằng này. Nó mất công nó xào kẹo cho rồi không nhảy với nó đi. Đi nhảy với thằng khác là sao? Vô
ngựa bà. Ừ, ngựa bà. Ngựa bà. Sơn sơn sơn. Kiểu... mặt kiểu... chị bấm dừng thế. Vô cùng đáng sợ. Không hiểu. Mặt hớn kiểu vậy. Không hiểu sao vậy. Thằng này ngựa bà nè. Đúng ngựa bà luôn á. Kê nhìn mặt, kê nhìn mặt. Ngựa bà nè. Luôn nè. Thằng này đúng ngựa bà luôn. Giả bộ mà má ơi. Ông này ông khèo này, cái không ai cầm đàn mà cầm cầm dây rồi sao rồi sao đàn. Ừ giống như con này. Khèo khèo này. Khèo. Mình xem clip không sao nhá, nhưng mà ví dụ bài trường quay mà nghe cứ thèn thèn cũng khó chịu lắm. Nhưng mà vẫn tỏ ra kiểu như là thì biết đàn đẹp trai, kiểu đây rất là lạnh lùng. Là lùng boy cứ vậy. Kiểu lớp mà không ai mà kiếp con mẹ nào đây số. Kiểu như nó không có chung với nhau không chị. Ừ. Kiểu người ta phải hòa hợp chung với nhau. Hòa hợp mỗi đứa kiểu mà ơi. Bên này nhóm xong với hai anh chị đấy thì bảo con mẹ đấy số đi. Con mẹ kiểu sai dở mà. Không ai xấu như con mẹ. Mọi người để ý cái chị mà đây này ngồi ngoài cùng á, cái đứng ngoài cùng mà làm trái tim này nè. Trời ơi. Mà sao anh ngắn này. Ờ đó nha. Xấu vô. Kiểu kiểu mặt đúng sao. Xấu quá trơn. Nhìn mình chung lối, hạnh phúc mãi nơi trên môi. Cứ thế mà trong môi. Vừa đứng chụp ảnh cưới xong rồi chị ra đây mặc bộ váy vàng đi. Kiểu mặc đúng kiểu thần thái vậy không? Mặc đúng thần thái không? Kiểu kiểu đúng đúng thần thái luôn. Này mà sao chị vua phải mặc được cái này nhỉ? Em thấy như hồi đó búp bê á, mà em hay chuyên gia em cắt chả xong em may từng tầng tầng cho nó dễ mà. Ừ, đúng rồi. Để may gì nó dễ. Này chị không biết vì sao đầu tư nhiều tiền vào những bộ như này nó luôn không ấy. Nó không có không đáng đồng tiền đấy là nhiều khi mình làm á nó quá cũng phải thực tế một xíu nó không có nó kỳ kỳ sao á. Nói chung là nhưng mà kiếm được màu sắc thôi. Chị thấy như này nhá, ví dụ như là clip một màu đơn giản thôi ấy, thì mặc mấy bộ này vào có thể phù hợp được. Tại vì màu nó đã quá sặc sỡ rồi. Đấy. Quá sặc sỡ xong rồi ăn mặc cũng sặc sỡ luôn ấy. Không, mặc dù mình cũng không có chuyên môn đâu nhưng mà mắt người xem thấy không hợp lý. Ôi rồi cho ai kia muốn nói gì vẫn bước đi mặc kệ lý trí. Nó vỏ lông mày nó màu hồng đỏ ấy mày. Chịu khó lấy từng cái hộp kim hộp đính kim cương đính lên á, đính từng hột cũng đính cũng từng hộp đó cũng coi ơi hay màu sắc đấy. Tại vì trên đầu có nhiều hoa quá rồi, ở dưới cũng quá trời kim cương. Cái này như rồi. Kiểu công chúa các loại hoa em đủ hoa này, cổ cũng lắm hoa lắm luôn ý. Hôm nay là soi mà đó, thấy không, đính từng cái kim đính từng hộp hộp thằng thằng này cũng đi đính cái gì trên đầu ấy. Người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao lâu. I don't know. Sao mày đợi ta sẽ có chút u sầu. I don't know. Không ai mà người ta hỏi là bây giờ con có chị muốn lấy anh này làm vợ làm I chồng không? Ai đâu đâu, tôi không biết. Không biết. Chị người ta có hỏi có muốn lấy anh này làm chồng không? I don't know. Hai đứa trả lời I don't know. Ba vậy thôi đám cưới là mẹ gì nữa? Không ai mà đi ăn mặc đi ăn mặc đẹp đẽ lồng lộn lên hỏi bây giờ con có muốn cưới không, mặc dù là sau này nhiều âu lo. I don't know. Tao không biết đi luôn. Làm gì? Chị muốn bỏ qua rồi nhưng mà chị không thể bỏ qua được. Chị thấy có liên quan tự nhiên phải dụng mà. Tự nhiên là hai mẹ này như kiểu là hai mẹ này hai bên chia ra mẹ này đúng nữa mà mẹ này nghiêng này luôn. Có lẽ mẹ này phải nghiêng vô giống thằng này nè mới đúng cái không ăn mà. Không hiểu nó lắm ngửa. Thàm quá trời. Em nghe câu sắp mặt lời. Thằng này nó ngửa mặt lên. Này nó kiểu ngửa luôn á.
đủ sống hả? Lấy đà má ơi, phải lấy đà, lấy đà mới lượng rồi. Này này, lấy đà. Nó chỉ chờ con chim mu. Phải đợi này, coi lại đợi này đi. Cho mọi người xem lại này. Đây, đây. Nó đang dừng nè, chim mu vừa quay lên nè. Đó. Lấy đà mà mà cưới rồi rồi kiểu đồng hồng ta hay dùng mấy cái đồ đúng rồi cái trụ á, cái này như kiểu là đánh lừa khán giả, kiểu như là hai anh chị đang chuẩn bị quay cảnh 18 cộng đang kiểu khiêu khích nhau nhưng mà không ngờ lại nhưng không ngờ vừa kết thúc cảnh này luôn. Quẩy mà chỉ có cả thôi. Không mà không có ai mà đem động phòng người đó. Còn cái nhạc này cũng không không nó không hay nhỉ. Ừ, nó hôn nhau cũng được, hôn nhau dễ hơn mà. Cái bộ đồ này nhìn sớm đấy nhỉ. Bộ đồ này quê nhỉ. À, quê dở nhìn đúng. Quê nhỉ mà nhìn Chipu đúng luôn luôn. Xong vẫn ra nhảy lắc ba này. Tự nhiên anh lại bắt đây. Không ai mặc váy mà sao mà chỉ có cái nơ như hồi xưa á chị. Ừ đúng rồi. Xong rồi đeo bao tay. Chipu mặc đồ ở clip này kiểu đi theo xu hướng hồi xưa ấy. Kiểu những năm 80 ấy. Nhưng mà vẫn xấu. Nhưng mà nó không có đẹp. Thế là nó lại kiểu như là nó nâng cấp lên. Nó thêm mấy cái kiểu như là tự nhiên bọn cái này là mang đôi bốt cao mà màu giả liên quan gì á. Vì clip đi theo cái xu hướng như này rồi, đi theo cái kiểu mặc hồi xưa này rồi nhưng vẫn đẹp. Vì cái xu hướng này chỉ cần mặc đơn giản thôi là đẹp thôi. Làm quá, nó bị rối. Làm màu quá mà không đẹp. Tính là mấy bộ xung quanh đẹp hơn. Em ơi, fan Chipu buồn từ đấy đến giờ kìa. Chipu like rồi, ổn nhất. Chị ghét bằng mày cực ấy. Mặt nó kiểu mặt nó ngựa bà lắm ấy. Ngựa bà vậy? Không phải, nhưng mà nó ngựa bà là đúng thôi. Tại vì nó được nhảy với ca sĩ mà nó là nhảy cơ. Chính. Nó được nhảy chính hiểu không? Nhưng mấy đứa bên cạnh mừng. Nó không ngựa bà. Tại mừng, vì mừng. Nó chỉ được đứng đằng sau làm đèn thôi. Còn thằng này là camera là chĩa thẳng vào mặt nó luôn. Kiểu như là mình sáng tạo, mình đúng tỏa rồi. Sáng vậy. Mình phải được ngựa bà, mình có quyền ngựa bà mà. Mình có quyền. Đấy. Cái này gì vậy? Không ai không mà. Không ai mà bận cái gì mà cái xà rong xong rồi bỏ cái màu tím này. Vẫn mặc cái đôi guốc đấy. À, đôi guốc đó đó chị. Mà này, chị không hiểu nhá. Vừa kêu động phòng đúng không? Vừa mới lôi kéo nhau nhảy đúng không? Nhảy xong hai anh chị nóng quá đi thay đồ ngon nhỉ tiếp. Nóng quá xong rồi kiểu như là muốn lấy thủy độc. Không sao bận đồ lạnh vô nhảy tiếp. Nhảy tiếp. Ôi mà không nóng. Em không thấy gió. Thấy gió. Gió. Rào rào luôn, nóng thế đéo luôn. Không già luôn. À già luôn à? Già luôn rồi. À. Cũng ý nghĩa nhưng mà tới già luôn. Cưới nhau xong chỉ có chỉ nhảy ra thôi. Chỉ có nhảy vậy thôi. À, kiểu tình yêu trong sáng chị. Cưới nhau về xong rồi cứ nhảy xong nhảy nóng thay áo quần thôi. Nhảy xong thay áo quần hết. Nó già luôn đó. Mà nhưng mà này vẫn không ý nghĩa gì. Nó cũng kiểu như nó có đầu tư nhưng mà không có ý nghĩa gì cả. Không hiểu, chị xem chị vẫn tưởng còn tiếp. Chị vẫn tưởng còn tiếp nhưng mà không ngờ là nó hết rồi. Nó thì... mọi người thấy sao? Mọi người có ý kiến gì không? Hai cái MV mới của Chipu vừa ra. Đấy là cái MV mới. Từ nãy giờ thì đã bình luận rất nhiều rồi đấy. Phải. Úi giời à. Chipu thiên thần. Đây có nào yên thiên thần đây này. Khó lắm. Chê người yêu tao đi kìa, nghe chưa? Thế à, ừ biết rồi nhưng mà ngồi đấy mà chê hay, ừ. Giống như kiểu là người ta hay kiểu Hương Tràm cũng à, Hương Tràm chê mà. Hương Tràm lên tiếng á. Chị không biết là có nhiều trái chiều lắm tại vì mọi người bảo là có Hương Tràm chê Linh Ca. Nhưng mà chị không biết Linh Ca. Tại Linh Ca nó chỉ là một hạt bụi nhỏ xíu thôi, nó đâu có tầm ảnh hưởng như Chipu đâu. Nhưng mà vấn đề là ví dụ mà nói về hình ảnh thì có đầu tư. Ừ, có đầu tư, có tiền. Nói chung là giọng hát thì nghe cũng được chứ không tới nỗi mà dở tệ. Ừ, không, nói chung là nghe được. Nói chung thực ra là chị biết Chipu trước đây hát nhiều rồi đấy. Chipu hát khá là nhiều nhưng mà không nghĩ là tệ như thế. Kiểu như là Chipu hát mấy bài trước có quảng cáo cái cô Tết gì đó. Ừ, đó rất nhiều luôn nhưng mà vẫn rất đáng yêu. Nhưng mà đến bài này em biết xong thực ra giọng không dở đâu nhưng mà do người ta chỉnh nữa đó mấy bạn chứ phải là do giọng nữa thôi. Nhưng mà có nghĩa là bài này không khoe được giọng. Bình thường ví dụ mà demo là người ta cho những bài mà phải
khoe được giọng của mình lên, với cả là không cần phải quá đầu tư Chibu như kiểu là kiểu sao nhỉ, ném tiền qua cửa sổ quá. Nhiều tiền lắm, hai MV Chibu lên tiếng mà bây giờ tới cuối năm thì tháng nào cũng sẽ có MV. Chị không hiểu vì sao mà này mà nhá, mà để một tháng ra một MV là rất tốn kém luôn ý. Tốn kém lắm. Mà bài nào cũng cho, bài nào cũng có hai person, một cái MV một cái là nhảy nữa, cái nhảy riêng nữa. Có bài kia cũng có, bài cũng có phần nhảy riêng luôn, MV riêng luôn, hai MV tách biệt luôn. Sao vậy? Đầu tư luôn ghê mà. Nhưng mà chị thấy mình ném đá nhỉ, ném đá mà mọc mấy bạn biết sao, đây là chủ đề show thì tụi mình chỉ tranh luận về vấn đề này thôi chứ không phải là nói xấu hay là gì hết, kiểu như tụi mình mình đang kiểu làm reaction ấy, chứ làm không phải là nói xấu hay là muốn mượn cái hình ảnh của ai để mà quảng cáo cho hình ảnh của mình hết, cho nên mọi người cũng đừng có quan trọng về cái vấn đề đó quá, tại vì cái đây là chương trình để bàn luận và mỗi tuần sẽ bàn luận. Bôi nhỏ thì nó nặng hơi quá, quá làm gì mà bôi nhỏ đây, tụi mình chỉ nói cho vui thôi chứ không phải là này nhớ ông kia nhớ ông biết tôi khoản đấy luôn không, đây không phải nói xấu ra, người ta chỉ kiểu như bình luận viên á. Thôi rồi, nếu như các bạn cảm thấy nhưng mà thấy mình mà kiểu như là xúc phạm idol quá, bây giờ mình sẽ chứng tỏ các bạn điều là mình không hề xúc phạm luôn. Thế bây giờ chị em hát bài từ hôm nay cho mọi người nghe, okay, okay. Đúng không? Sau đấy thì chúng mình sẽ chuyển đến cái phần cũng khá là quan trọng nữa. Chứ nếu như mà ấy thì người ta sẽ không có thuộc lời, không có đâu. Đây là một bài hát mà Na với Uyên khá là hồn luôn. Cho Uyên hát trước này. Chị ó nhau. Từ từ các bạn nha. Đây. À đây à? Nói về cái này một xíu thì à đây là một vài lời bình luận của bên này đúng không? Của mấy bạn khán giả đó mấy bạn. Thì nói chung là từ nãy tới giờ mình vẫn bàn luận mà, nhưng mà có nghĩa là chị sợ bàn luận lâu quá thôi. Hiểu không? Rồi em quên mở cái này để cho mọi người. Bên đây ở đâu bên đâu? Ở bên đây. Để cho mọi người coi về ở trên mạng người ta nói, chứ không phải là Uy với chị Na nói đâu, là em với lại chị Na chỉ là mình coi cái này rồi mình nhận xét cái con người ta có nói đúng hay không thôi, chứ không phải là tụi em tự nói như thế.
mà nãy giờ quên đi. Bàn sâu quá. Bàn sâu quá. Quên cái này đi. Bây giờ mình đưa cho mấy bạn coi đó. Không, nhưng mà bây giờ chị hỏi em nhá, với tư cách là một khách mời, em thấy Chi Pu là ca sĩ không? Tại vì nhiều khi phải nói sao ta, nhiều khi nó này cũng đụng chạm nhiều người á. Tiền làm MV hay gì đó thì cũng có thể được gọi là ca sĩ, nhưng mà quan trọng là mình cũng phải có chất giọng nữa, thì cái việc có tiền á nó mới là chứng minh được mình là ca sĩ hay không. Còn nếu như mà mình có bỏ hàng trăm triệu hay là mấy trăm cả tỷ làm MV mà giọng mình không có, cái khả năng mình không có, thì không có được gọi là ca sĩ được. Thực ra thì chị thấy có vẫn giọng ok mà. Là không vẫn hát được. Nói chung là ví dụ như làm tầm idol TikTok mình được. Nhưng mà để thành ca sĩ thì chị nghĩ chưa, tại vì nếu như thế thì tất cả mọi người đều đi làm ca sĩ rồi, ca sĩ không phải là ai cũng làm được. Với cả chị thấy là không phải cứ bỏ tiền ra làm một MV là được gọi là ca sĩ. Đúng rồi, tại vì ca sĩ nó có nhiều yếu tố. Nếu như thế thì những cái người ca sĩ mà người ta được giải này giải nọ thì hơi bất công với bất người công ta một xíu. Quá bất công, hơi bất công. Như thế không được. Nói chung là đang nghĩ là để gọi một ca sĩ thì nó cũng không dễ dàng như thế đâu. Chị thấy không dễ dàng lúc đấy đâu. Nhiều khi người ta học cao này nọ, nếu người ta làm ca sĩ mà chỉ có một người tay ngang đi lên như vậy thì người ta cũng cảm thấy bị bất đi. Mà nếu như chị thấy Chi Pu rất là cố gắng, rất là đáng khen luôn. Từ hồi xưa Chi Pu chỉ là hot girl thôi, mà ở Hà Nội, mà thậm chí nhà Chi Pu còn xa chứ không phải là ở trung tâm thành phố đâu ấy, mà vẫn có cố gắng các thứ để lên hot girl này. Từ hot girl rồi Chi Pu đã bảo là từ nay tôi không muốn mọi người gọi mình hot girl nữa, gọi mình thành ca sĩ, à nhầm, thành diễn viên. Thì lúc đấy chị thấy là rất ok, mặc dù là đấy Chi Pu cũng có tham gia nhiều phim, thậm chí là Chi Pu, chị không biết là Chi Pu có tham gia những cái lớp học diễn hay không, nhưng mà thấy vẫn rất là ok đúng không? Có diễn xuất mà. Có diễn xuất vẫn được. Đấy, đi đóng phim cũng nhiều, mặc dù bị chê ở 5m. Nhưng mà chị thấy vẫn được, tại vì Chi Pu xinh. Xinh mà. Thế là em rất là thích Chi Pu, rất là thích. Thích thật. Hot girl, diễn viên hay gì đó cũng rất là ủng hộ. Nhưng mà để ca sĩ chị ơi sợ. Mà nói chung là chắc chị nghĩ lỗi sai không phải Chi Pu đâu. Cũng có tiền cũng ngây thật, nhưng mà một phần là cũng có ekip đằng sau. Sai, sai bài hát. Quá sai. Với lại nhiều người cũng hơi nói hơi nặng nề á. Ừ, chị thấy hơi nặng cũng mà. Cũng hay tỏ. Làm thấy hơi nặng. Quá đáng chị. Kiểu như mình nhiều khi mình lên đi, ví dụ mà góp ý nhẹ nhàng á thì người ta sẽ thay đổi nó, chứ đừng có kiểu nói nặng quá thì kiểu cũng cũng hơi tự ái ấy. Tự ti á, không tự hơn mà. Ừ, mà chị trước giờ nhá, Hương Tràm hát rất hay, nhưng mà chưa bao giờ chị phải gọi là thích Hương Tràm đến cái mức mà như mọi người cuồng dại luôn ấy. Đúng rồi, em cũng vậy. Ừ, dù hát rất là hay, nhiều rất là nhiều bài hit, nhưng mà hát công nhận là cũng được, nhưng mà không bao giờ chị kiểu có nhiều người rất là cuồng nhá, chị cuồng em. Thôi mọi người hãy nhìn nhận khách quan khách quan một xíu đi, chứ không phải là ấy đúng không? Rồi bây giờ sau khi bình luận xong thì chúng mình hãy đổi vấn đề nhá. Đổi vấn đề đi. Rồi ok, bây giờ sẽ cho mọi người xem một đoạn clip khá là hot trong thời gian hiện nay. Của ban giám khảo, đối với em tiếng Anh có tầm quan trọng như thế nào? Em có thể giới thiệu bằng tiếng Anh một bãi biển mà em đã đi qua. Dễ vãi trưởng, đề lớp 2 luôn. Cảm ơn câu hỏi của chị Thúy Nga. Môi này sửa chắc. Ê nhưng mà con này có phải con đoạt giải không? Đoạt giải mà chị, đoạt giải đó, đăng quang đó. Cho nên nhiều người ta mới phẫn nộ vậy, chị hiểu không? Là lúc đầu là người ta đã có nghi vấn là có sữa mũi thì đã lên tiếng đó là em lấy ra rồi, lấy sụn rồi. Nhưng mà đến cái môi ấy, thì người ta lại so lại hình năm ngoái ấy, thì môi nó lại khác, mà bây giờ tự nhiên lại kiểu nó vảnh ra kiểu môi dày á. Nhưng mà nhá, môi thì lấy ra được nhưng mà môi không lấy lại được đúng không? Nhưng mà vấn đề là ví dụ nó nói là do trang điểm, nhưng mà không có trang điểm nào có thể là làm môi mình nó y chang là mình bơm thật như vậy mà được. Không, cái như là biết mà em. Tiên, thì biết lúc này đây là em muốn cảm ơn ban tổ chức. Mà không ai mà ví dụ cái môi dày đi thì che cái khuyết điểm ở trên này, ta đánh lòng môi thôi, không ai mà đánh mà phun môi. Mà kiểu như môi dày mà ở trên dày mà ở dưới lại mỏng nhá. Ừ đúng rồi, đúng ở trên rất là dày, ở dưới mỏng. Mà chị thấy có đẹp đâu? Không đẹp nhở? Cũng kiểu làm vậy đêm trong đầu thì đang suy nghĩ cái bài chị phát biểu. Ôi nhưng mà chị sợ lắm ấy, chị sợ cái môi lắm ấy. Tại vì chị xem clip, à chị xem clip mà chị xem ảnh thôi, chị chưa xem clip đến bây giờ chị mới xem luôn ấy, sợ lắm ấy. Cố lên Nhân Anh. Mũi này chưa lấy ra đâu em ơi. Nó đã lấy rồi. Không ai lấy một cái đầu này nhọn như thế luôn ấy, nhọn lắm ấy.
Em nghĩ là để mà lấy một cái sụn ra rất là khó. Ừ. Tại vì á, mũ mình như vậy mình nâng lên á là cái da đã căng lên rồi, mà lúc mình lấy ra cái da đây nó sẽ bị trùng. Ừ, đúng rồi, không thể nào nhảy được. Bạn bình tĩnh và xin mời 3, 2, 1. Em xin cảm ơn ban tổ chức cũng giờ đây khi đứng trong một sân khấu của một mùa thi hoa hậu cấp quốc gia. Không phải, nó cảm ơn là nó không giờ, em hiểu không? Điều vinh dự rất lớn đối với em. Em xin cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn lần thứ ba rồi đó. Sao nó cứ phải cảm ơn nhiều như thế nhỉ? Đơ mạng luôn em ơi. Sợ đấy, cái quả mặt sợ đấy. Đâu rồi? Em xin cảm ơn ban giám khảo đã tạo ra một sân chơi rất bổ ích cho chết cha mẹ em bị sao vậy ta? Mạng bị rồi. Và câu trả lời của em 3 lần cảm ơn mới trả lời. Đối nhé. Với em tiếng Anh mang rất quan là một việc đối với em ngoại ngữ và đặc biệt là tiếng Anh rất quan trọng và nó là một lợi thế rất lớn bởi vì nó là tiếng nói sao chung. Em cảm thấy nó nói kiểu như bị ngọng ngọng lưỡi bị dài hay sao á. Nhưng mà nhá, thà hỏi câu này bằng tiếng Anh ấy thì trả lời khó, ví dụ như là English very gì đấy thì còn nó trả lời bằng tiếng Việt thôi mà nó còn kiểu như là bị lắp ba lắp bắp á, kiểu nó kiểu rung hả, không biết trả lời luôn đấy. Mà chả đi tiếng hoa hậu mà run cả. Em thấy nhiều người tiếng hoa hậu kiểu đúng tự tin luôn á. Ừ, vì hoa hậu là phải có phong thái, trước khi thi là người ta phải rèn luyện nhau. Và sau đây em sẽ xin giới thiệu một đoạn ngắn về một bãi biển em đã đi qua bằng tiếng Anh. Ok. When I was a little, chị có cảm thấy lưỡi nó bị rất nó bị ngọng ngọng ấy, kiểu như ngọng ngọng lưỡi rất là dài. A little, my... Em nghe câu gì không? When I was cái gì ấy, chị không biết nào làm tiếng Anh lại gì luôn. A little, my parents. Only gì? Nghe lại nha. When I was a little, my... Only gì ba? When I was only gì? À. Là sao? Không, từ từ. Chị mở cửa phòng người ta nhìn thấy. My parents often take me after a school year. My parents often take me for summer trips. Nói chung là nó là cái gia đình của nó. Ba mẹ nó đưa nó đi chơi, đi trip các kiểu. To those coastal cities. Chị phải dừng luôn đi. Vì chị biết là em không nghe được rồi đấy. Cái kiểu study là cái gì? Đây. For summer trips. For summer trip, ok. To those coastal cities. Không, cái đó. Cái gì, children gì á, chữ children gì đó, chị nghe em children xong rồi cái gì kiểu như là mình nói cho kệ chữ vậy đi, kiểu vậy đó. À, không, kiểu như nó lướt qua đi. Lướt qua đi. Là kiểu không, cho nó xong. And one of the most preferable beaches that... Vỗ tay nữa nè, đó, mỗi lần nó rung là mọi người hay vỗ tay. Xuân vỗ tay làm gì? Kiểu như là rung quá xong rồi vỗ tay kiểu ủng hộ tinh thần. À, vỗ lên! Vậy đó, cái thằng MC nó sẽ nói nè. Xin mời bạn tiếp tục ạ. Đoán trước à? Thực sự cái này vậy mà. The most that I have experienced. Thì em nghe được chữ bitch. Ừ, chị cũng nghe được bitches. I have experienced is Mỹ Khê. Belong to that. À, biển Mỹ Khê. Trời ơi. Nó tiếng Việt dễ nghe nhất á. Forbes magazine for one of the six attractive beaches in the world. Thằng Thái thế này kiểu nhưng mà không có sang luôn á. Ừ. Nó phải uống luôn. Phải uống gì ba mới chịu á. It's beauty. It's pristine. Nó nói cái gì ấy? Like a towering pictures with a blue sea, a dream. Không ai gọi biển là cái blue sea ấy này mày. Không ai gọi cái biển là blue. Kiểu như nó chuyện mà lúc nào tay cứ cầm. Ừ. Mà chị có cảm giác như kiểu là một là nó không biết tiếng Anh, hai
là nó học thuộc nhưng mà không thuộc. Nhưng mà làm sao mà học thuộc được chị? Nhiều khi người ta hỏi đâu có đúng câu đâu. Người ta hỏi là nó cho một dạng đề cương sao? Xong rồi ôn đúng câu khác tủ, tủ đè. Nhớ kiểu cho một cái này là thi hoa hậu đại dương đúng không? Kiểu gì phải ôn về biển. À rồi. Đúng không? Nhưng mà kiểu như là nó nghĩ là à, hôm nay ta phải miêu tả một con cá ở biển chẳng hạn. Nhưng mà không, nó bắt miêu tả cái một bị lạc đề. Đây là bị lạc đề. Mà không ai gọi cái biển là blue sea hết. Blue sceneries, a golden sunshine and a sunny. Có sunshine nè. Sao bài này bắt? And Đà Nẵng also the fastest growing tourism city. Mỹ Khê Đà Nẵng. Hỏi biển thôi, ai hỏi Đà Nẵng đâu. Ấy đứa kia biển ở Đà Nẵng. And welcome to Vietnam, welcome to Đà Nẵng. Xong rồi nó giới thiệu luôn welcome to Việt Nam luôn. Xong rồi welcome to Đà Nẵng luôn. Ok. Our brow. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn Lê Quang Anh rất nhiều. Là giới thiệu cái bãi biển mà mình đã đi qua. Sao nó không giới thiệu là cái này nọ, kiểu như là có cây dừa. Chẳng hạn là biển ở Nha Trang thì nó sẽ có hòn trồng. Đấy đúng rồi. Mà sao không thì nó nói là chắc là ở đó chỉ có bãi biển thôi, không có cái gì. Không có người qua lại, không có cái địa điểm du lịch gì. Mà chị thấy luôn, cái kể dễ cực luôn, học sinh cấp 2 nó viết được ấy. Em không thấy dễ quá dễ luôn. Tại sao lại đậu? Thế mới mệt. Và tôi cũng xin phép là dịch rất là nhanh câu trả lời. Có mua giải không nhỉ? Mua đấy em ơi, mấy cái này mua hết. Bãi biển thiên nhiên tuyệt vời nhất của Việt Nam và của cả trên thế giới nữa. Và đấy là một cái điểm mà bạn ấy rất tự hào và muốn giới thiệu tới bạn bè nam châu quốc tế về một bãi biển tuyệt đẹp của em Việt Nam. Xin được cảm ơn Lê Ngân Anh. Nếu em là chủ nhân của chiếc thuyền Việt Nam xưa 2017 thì em sẽ làm gì để truyền tải thông điệp về môi trường biển? Thôi nhìn xem đi. Bạn này không có liên quan rồi, mình bật qua cái này đi. Bạn này không liên quan. Bạn này không liên quan. Đây, sẽ bật. Đây. Đâu? Đó. Là cái bà lúc nãy đây đúng không? Đúng rồi, cái miệng đó mọi người thấy thế nào về cái Ôi ghê, em thấy ghê không? Chị thấy sợ lắm ý. Em không có thích môi bơm cho lắm, em thích môi mỏng 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 thôi. Ừ, chị cũng không thích môi bơm. Em không thích môi dày cho lắm. Nhưng mà em biết Lily may mắn không? Không. Lily May Mark là em chỉ biết cái son thôi. Cái son đấy là cái người ảnh hưởng đến cái son đấy. Thì cái đã con đấy khá. Môi nó chụp ảnh thì kiểu tay mà môi hơi dày dày ấy. Môi nó không dày tí nào luôn mà nó đánh dày thêm. Chị thích như thế hơn là môi bơm ấy. Theo chị nhìn thì chị thấy mũi chắc là cũng chưa rút ra đâu. Mũi chưa rút. Mũi người ta bình thường vậy, người ta không việc gì phải đi nâng nữa. Đúng rồi, không ai mũi như thế mà phải đi nâng cả. Đã gọi là hoa hậu mặt mũi, thần thái lúc nào cũng phải tươi như hoa. Thế éo nào hoa hậu này thành hoa héo, con mẹ nó rồi. Hoa héo hả? Mặt lúc nào cũng bể ra, méo máu, vui cũng méo, buồn cũng méo, mắt thì lờ đờ như phê cỏ. Mà nhá, trong thương tâm. Cái mồm của nó sợ, nó làm khóe cười đấy. Cái ảnh này em không thấy đâu chứ. Chị xem cái ảnh người ta chụp, cái khóe cười của nó nhếch lên này luôn này. Sợ lắm ấy. Không, nhưng mà như vậy nó bị sai rồi. Nhưng mà hoa hậu như vậy là không, người ta nói hoa hậu là phải tự nhiên. Chị biết hả, hoa hậu chị sửa gì là chị sẽ không có được tham gia đâu. Phải tự nhiên, mặt mũi tất cả đều phải tự nhiên. Vậy là cái này phải có mua rồi. Mẹ này mẹ sửa cả mặt mà đáng sợ của sứ được ấy. Chị sợ con mẹ này lắm. Đờ mờ đại dương mà không có con cá chùi kiến này thì đang quen là xứng đáng, tôi không có ý kiến. Không, nhưng mà nếu mà ví dụ nói hoa hậu Việt Nam thì hơi sai, nhưng mà nếu mà hoa hậu đại dương thì giống con cá hết. Giống con cá mà. Chúng nhận. Đây xem nào. Đây này, đây đúng không? Ui chị thề luôn, cho mọi người xem với. Đâu rồi? Đây. Cho mọi người xem này. Như này không biết đẹp chỗ nào luôn em ơi. Em chả thấy đẹp. Đây là lúc nó trả lời đúng không? Em có thể không có môi nào mà tự nhiên hay là cái gì. Đây này, chị bảo em này. Nó có thể sưng chù dù, nó làm méo khóe cười này. Nó làm khóe cười này. Nó vậy còn cả méo miệng kìa. Môi nó làm cái đoạn này to quá, sợ quá ấy. Mắt kiểu đúng. Mắt lờ đờ thật, đeo len rồi đấy nhá. Mà sao lại có thể. Mà chị vẫn không hiểu ý nghĩa của hoa hậu đại dương để làm gì. Kiểu hoa hậu đại dương là ở cái quỷ nó, những cái đứa mà ở biển á chị. Hiểu không, chị hiểu không? À, nhà nó gần biển á? Không phải, ý là chị ví dụ Nha Trang đi đúng không, là con gái ở đó kiểu như, hello chị, kiểu như là mình đăng ký tham gia, chị mình chỉ phải ở quán ở biển. Nó liên quan đến cái biển đấy, nhà nó có gần biển, thì nó được đi theo hồ, hồ dãy dương.
thương mà. Thì mục đích chỉ thế thôi à? Đúng rồi. Em đánh giá như thế nào về phần trả lời? Em thấy nếu phải tự tin xíu. Đúng rồi. Có thần thái chứ không nên lấp ba lấp bắp cũng một hai lần thôi, chứ làm gì mà kiểu nói mà kiểu không kịp suy nghĩ luôn như vậy, không được. Với lại em cảm thấy không, nhưng mà thời gian đấy quá thời suy dài, nghĩ luôn. Dài. Với lại một phần em thấy mặt kiểu như đã sửa rồi thì không đã là hậu rồi, phải tự nhiên. Mà xong nhá. Không hiểu luôn, cái như kiểu em nói, chả hiểu cảm ơn ba lần lắm. Em không biết là cảm ơn bằng chất thứ ba lần, người ta nói một lần thì người ta rút gọn lại, ta cảm ơn một lần thì nó sẽ xúc tích hơn. Ừ, nhưng mà như thế vẫn được giải là sao? Con này được, con mẹ này được giải mà đúng không? Đúng rồi, giải đây không nhất. Chị nghĩ là vì đôi môi đấy. Ừ. Kiểu như là bởi vì mặt em quá đại dương đi nên là đúng không? Không chọn em là không được. Chị biết em nhìn em mới nhớ tới con kìa. Chị biết con cá mặt quỷ mà trong Nemo mà con cá có cái đèn ở đây nè, sao mà cái con to to này không? Cái mỹ nó bổ bổ ra luôn, thề luôn, sợ cực kỳ. Đó thì nhìn mặt kìa. Nhưng mà nhá, bây giờ đối với một quốc gia hậu nhá, thì em nghĩ giữa xinh đẹp và có kiến thức thì em chọn thế nào? Ví dụ mà có kiến thức thì nhìn phải được, cũng phải được mới làm hoa hậu, đúng không? Nó trung hòa. Nói chung là nó cũng phải là đều đi, nó phải đều hết chứ đừng có kiểu mà đẹp quá mà không có kiến thức mà cũng lại không có được. Đẹp mà không có não cũng không được. Mà thông minh quá mà không có đẹp. Ôi cũng sao vậy hả? Đấy nhưng mà nó phải đều, thà mặt bình thường thì mình có thể make up lên thì mình có tầm tầm chị em mình thôi. Nhưng mà chẳng qua hai chị em mình không cao thôi, chứ nếu mà cao thì cũng đi thi hoa hậu rồi. Ừ. Không, nhưng mà gần em có biển không? Có. Ở Nha Trang mà. À thế à, thế chị cũng có biển mà cũng có núi luôn. Thế chị đi thi hoa hậu đại dương hay là hoa hậu sông núi gì cũng được hết. Thế là kiểu ok mà là do hai đứa mình. Em cao hết bao nhiêu? Em cái mét 58. 58 thì cao hơn chị mấy phân liền, nhưng mà vẫn không được. Mang quốc cũng được mà có sao đâu, cả không đi. Ai mà đi mang quốc đi thi hoa. Làm gì nâng lên tiếp đi. Hôm nay mình là nhân viên chính, mình nâng lên tiếp đi. À đúng rồi. Sao đâu. Không, nhưng mà nếu thế thì mình nghĩ là thôi mình phải tổ chức một cuộc thi hoa hậu lùn đi. Đó giờ người ta toàn là mấy hoa cao không à? Em thấy mà cái nào tuyển chiều cao thì thấy là thua rồi. Này mà đầy nhá, không chỉ hoa hậu nhá, đi đóng phim này hay là đi tìm ca sĩ cũng thế, toàn phải cao mét 65. Cao mét 65 chứ. Cao chi vậy, cao không được gì hết á. Người ta quay cũng có thể lấy những góc để mình cao. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quay toàn lên. Cao cần nhất thiết phải cao trồng nồng lên đâu. Này nó kêu hoa hậu mặt bự em đặt giải kệ thôi, kệ thôi, kệ cũng được vậy, biết sao có giải là được rồi. Gì có là mua giải, nhưng mà cái mua giải chắc thì những mua giải, nhưng mà nếu mà mua giải giàu ấy chứ. Dạ mua giải thì giàu đấy chứ. Giàu phải có giàu mới có tiền mua. Không, nhưng mà chị biết nhiều vụ nhá, con bạn chị cũng đi thi đấy, không giàu đâu em ơi. Thoạt con nào thoạt cái là được lên luôn vậy. Ừ. Đó là mình hy sinh, nó khác đúng không? Đó là có sự có nhiều, có nhiều khi mình thoạt cái mình lên tới đỉnh luôn đó. Ừ, khi đỉnh lên rồi thì nữa. Mình bỏ tiền ra, còn nhiều khi ta không có tiền người ta ấy. Mà nó kêu chị đi thơ hậu hôn nách kèm. Không, nhiều khi chị bận bikini không? Xong kiểu ra người ta hay đi kiểu gì nè. Không ai đi bikini là gì? Kiểu gian cảnh ra. Không, cái này là mặc đồ đi tiệc thôi. À, cái dạ hội đúng không? Ừ. Kiểu gian cảnh ra. Còn bikini không ra này. Không, bikini có cái lụa lụa cho nó rồi. Mình không, nhiều khi em thấy nó đi xong mà nó cầm ở dưới nè. Không, này thôi, chứ nó không như này đâu. Nó không như này đâu. Nó không như này. Rồi, còn 1 phút nữa hết show nha. 1 phút mà. Không ăn. Có tờ này ở đây sao mình không biết mà cầm. Giờ em mới thấy luôn á. À vậy à? Dạ mới thấy luôn. Con mẹ hoa hậu này sợ quá, nói chung là hôm nay sắp đến giờ rồi. Mà kìa có người thích Uyên cũng dại kìa. Ai? Mà nói chung là sau hôm nay thì là Na với Uyên là chỉ có chia sẻ ý kiến, quan điểm cá nhân thôi, chứ không có xúc phạm ai, xấu hay xúc phạm ai hết đó. Cho nên là mọi người đừng có nghĩ xấu Na với Uyên nhá. Xong chị bảo này, cái gì nè, bây giờ hết giờ rồi, còn có 1 phút ý, em với chị hát một bài gì đấy cho nó đỡ mất công mọi người hôm nay ngồi nghe mình nói, ngồi nghe mình sàm sàm nữa. Em biết bài này không? Bài này mới hay cực, về nghe đi. Hát bài gì, em muốn hát bài gì? Mình thêm 1-2 phút mình hát tí nhá. Tìm bài gì nhỉ? Biết bài gì? Chị biết bài Tớ Hết Cậu không? À, biết. Em hát đoạn đầu nhá, chị không thuộc đoạn đầu. Dạ, yeah, ok. Chị hát từ đoạn Tớ Thích Cậu Mất Rồi thôi. Ok, hát nha.
nè, hát nè. Nãy giờ chưa được nghe đúng không? Ta cùng nhau cùng lớn lên chung phường, đi học ta cùng đi chung một đường. Rồi cứ thế từng ngày, chẳng biết từ bao giờ ta đã vẫn vương. Nụ cười đó và ánh mắt đó làm ta thấy khó chịu lắm ý, nhưng cớ sao ta vẫn cứ thích ngắm hoài. Nhưng lúc khi cả hai còn bé, ta đã thấy con rất mạnh mẽ. Rồi không biết khi nào lại mong cho chung lối về. Thật ngại ghê, sao lại như thế? Làm sao để nói ra đây, sẽ có từ chối lắm ê, để giấu trong tim hết những lời này. Ta thính câu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi. Cứ đến thân gần là cứ như đánh trong mỗi lần. Phải làm sao đây, phải làm gì đây, để cô biết rằng ta đã thích cậu lắm. Hey, I really really like you. Trường ta lại chung đường sao mà vui quá. Tan trường ta lại chung đường sao mà vui thế. Hey, cậu đừng nhá, có chi mà ngại xa. Đường càng xa thì ta càng thích, vì ta được bên cậu lâu thật lâu. Ta cùng nhau cùng lớn lên chung phường, đi học ta cùng đi chung một đường. Rồi cứ thế từng ngày, chẳng biết từ bao giờ ta đã vẫn vương. Nụ cười đó và ánh mắt đó làm ta thấy khó. Nhưng cả sao ta vẫn cứ thích ngắm hoài. Nhất lúc khi cả hai còn bé, ta đã thấy cậu rất mạnh mẽ. Rồi không biết khi nào lại mong cho chung lối về. Ngại ghê, sao lại như thế? Ta chẳng biết làm sao để nói ra đây, sao cậu từ chối lắm thế, để giấu trong tim hết những lời này. Ta thì câu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi. Cứ đến thân gần là tim ta như đánh trong mỗi lần. Phải làm sao đây, phải làm gì đây, để cô biết rằng ta đã thích cậu lắm. Hey, I really really like you. Bye bye mọi người nha, buổi tối vui vẻ. Bye bye. Bye bye nha, cảm ơn mọi người đã vào chơi với em, đó là chị Na nha.